Xu hướng quay trở lại với dàn karaoke gia đình đang xuất hiện rất nhiều, và để lựa chọn dàn karaoke hay, chất lượng, bạn cần tìm một nơi uy tín để gửi gắm niềm tin qua nhiều năm chăm sóc cũng như tư vấn và hỗ trợ khách hàng. Vidya đã cho ra đời bộ sản phẩm đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó, đó là dàn karaoke 5X. Bộ sản phẩm này có rất nhiều thiết bị chất lượng có tiếng tăm. Đầu tiên, đó là sự xuất hiện quen thuộc của đầu karaoke Okara M10 4TB. Xuất hiện hầu hết ở các dàn karaoke gia đình VIP trong Vidya. Okara M10 chứng tỏ được năng lực của mình khi thích ứng với hầu hết các thiết bị, với vẻ ngoài và tính năng vô cùng vượt trội của nó. 2. Man BF Audio RMA 4003. Với bộ men được làm từ chất liệu nguyên khối chất lượng, hai hệ thống khe quạt tản nhiệt trước giúp thiết bị làm việc lâu hơn mà không bị nóng. Sản phẩm thuộc dòng men 2U 2 kênh BF Audio RM4003 sở hữu công suất lên đến 1900W. 3. Pixel A3 K908 là một gương mặt quen thuộc thường xuyên góp mặt trong những dàn karaoke VIP của Vidya. Với thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, mạnh mẽ và những tính năng vượt trội của nó, Mixer A3 K908 thực sự là một con quái vật trong phân khúc tầm giá của nó. 4. Loa karaoke VF Audio UK11 Pro, một thương hiệu rất đổi quen thuộc cho những người yêu thích âm thanh. Chất lượng của UK11 Pro mang lại thì không còn phải bàn cãi. Sự trầm ấm nhẹ nhàng dịu dàng của nó được thể hiện qua những ca khúc với nhiều thể loại nhạc khác nhau. Nếu Mixer A3 K908 là quái vật trong việc xử lý âm thanh, thì loa UK11 Pro cũng không kém cạnh trong việc cho ra những âm thanh cực chất, là bộ mặt của dàn karaoke gia đình bạn. Và đây cũng là điểm khác biệt của dàn karaoke 5X đối với các dàn karaoke khác. 5. Micro Karaoke VF Audio G11 2019. Micro VF Audio G11 là một đại diện vô cùng xuất sắc cho hãng âm thanh này. Cấu tạo từ chất liệu thép không gỉ, được thiết kế với màu đen sang trọng, trang bị 500 kênh hiển thị, có thể tùy chỉnh sóng xa, sóng gần, tùy chỉnh chống cộng hưởng, ù nền khi hai mic gần nhau hoặc trực kính đầu lưới micro. Khả năng ngắt hú của micro được hãng giới thiệu lên đến 98%. Khả năng tự động ngắt khi không sử dụng. 6. Sub BF Audio 112SA, thiết kế với kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn mang đến cảm giác mạnh mẽ. Củ quát 3 tấc cho công suất 200W, tần số rất rộng, loa sub cao cấp 112SA cho phép hoạt động nhịp nhàng với âm ly và tạo ra chất âm chuẩn trong phòng karaoke. 7. Bộ kiểm soát nguồn BF Audio 10 Plus, đây là một thiết bị mà những dàn có giá trị thấp hơn không có. Thiết kế nhỏ gọn với hai màu chủ đạo là xám đen và trắng sữa, với các đường viền nâu tạo nên sự trang nhã và hiện đại. Có tổng cộng 10 cổng ra, sử dụng nguồn điện 220V, có thể tương thích với hầu hết các ổ cắm và phí cắm điện phổ biến hiện nay, mang đến sự thuận tiện tuyệt đối khi sử dụng, giúp tránh khỏi các hiện tượng sốc điện hoặc cháy nổ, chập điện gây hư hỏng. Ngoài ra, BF10 Plus còn có chức năng chấm sét và tự động ngắt nguồn khi có sự cố điện xảy ra.